Xin chào các quý thầy cô. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn những quý thầy cô một cái công cụ website có thể tạo ra các công cụ học, tạo ra các game cho học sinh chơi giữa các nhóm, các tổ và thi đua với nhau, đồng thời cho chúng ta tương tác trực tiếp trên lớp học trực tuyến với học sinh. Thì cái công cụ này có tên là Bamboozle. Đầu tiên chúng ta sẽ mở trình duyệt web lên và nhập vào dòng chữ bamboozle.com, sau đó nhấn Enter. Thì việc đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một cái tài khoản. Thì quý thầy cô sẽ chọn vào mục Sign up for free ở góc trên cùng bên phải. Sau đó chúng ta sẽ nhập vào cái địa chỉ email và password. Tiếp đó chúng ta sẽ chọn một cái username đại diện cho cái tài khoản của chúng ta ở trên cái trang web Bamboozle. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn là thiết kế viên. Sau đó quý vị tích vào tùy chọn Agree và chọn vào nút Sign up with email. Thì sau khi chúng ta chọn vào cái nút Sign up with email thì chúng ta đã đăng nhập thành công vào trong cái trang web Bamboozle. Tại cái giao diện trang chủ của Bamboozle sau khi chúng ta đăng nhập, thì như quý vị đã biết vừa rồi thì chúng ta tạo một cái tài khoản miễn phí. Và cái tài khoản miễn phí này nó sẽ có một số cái hạn chế, nó không đầy đủ các chức năng để chúng ta tạo các game như cái tài khoản trả phí. Quý vị sẽ chọn vào cái nút mở khóa Bamboozle ở đây. Đây là hướng dẫn cho hai cái tài khoản miễn phí và tài khoản phải trả phí. Thì cái tài khoản miễn phí quý vị đã thấy, chúng ta chỉ có thể tạo các trò chơi và cái hình ảnh tải lên chỉ giới hạn cái dung lượng là 0,5 MB, và chúng ta chỉ thêm vào được 24 hình ảnh trò chơi. Cái số đội chúng ta chơi là chỉ là 4 đội thôi, có thể tạo được 4 đội chơi và chỉ tạo được một cái thư mục để lưu trữ các game. Còn cái tài khoản trả phí với cái giá là 7,99 đô một tháng đây, thì ngoài những cái tùy chọn nhiều hơn so với lại tài khoản miễn phí thì quý vị còn có thể thêm được một số các chức năng ở đây nữa. Thế nên nếu thầy cô có cái nhu cầu tạo cái game mà nó đa dạng, nó có nhiều cái option lựa chọn hơn, thì chúng ta cân nhắc vào cái việc sử dụng cái tài khoản trả phí ở đây. Thì đây là cái nơi chúng ta đăng ký bằng cái số thẻ mà chúng ta sẽ thực hiện cái việc thanh toán cái phí để mua cái tài khoản nó cao cấp hơn ở đây. Thì đầu tiên để tạo cái trò chơi thì quý thầy cô sẽ vào cái mục trò chơi mới. Sau đó chúng ta đặt cái tiêu đề của trò chơi. Ở đây tôi sẽ ví dụ cho thầy cô một cái trò chơi cho các bé đoán tên các con vật thông qua hình ảnh. Tôi sẽ gọi tên trò chơi đó là nhận biết côn trùng. Và tôi sẽ đặt một cái hình đại diện của cái con côn trùng. Ví dụ tôi chọn hình con bướm đi. Rồi miêu tả là bé nhìn hình đoán con vật. Và cái ngôn ngữ thì chúng ta sẽ chọn tiếng Việt. Chúng ta kéo xuống và chọn tiếng Việt. Trong trường hợp mà quý thầy cô làm cái trò chơi cho học sinh tiếng Anh để cho các bạn học sinh học bằng tiếng Anh, thì ở đây ngôn ngữ thì chúng ta sẽ chọn tiếng Anh. Đối với ba cái tùy chọn ở đây, quý thầy cô để mặc định ở chế độ hiển thị công khai, tức là cái trò chơi của thầy cô khi mà gửi cho học sinh thì học sinh sẽ chơi được, ai cũng có thể chơi được. Còn cái tùy chọn không công khai, tức là không ai thấy được cái trò chơi này trừ phi là quý thầy cô gửi cho họ cái liên kết hoặc cái mã trò chơi để họ chơi. Và cái tùy chọn cuối cùng là tùy chọn riêng tư, là cái tùy chọn ẩn khỏi hồ sơ của bạn mà chỉ bạn có thể chơi thôi, không ai có thể chơi được, bạn không cho phép ai chơi hết. Tiếp tục thì chúng ta nhấp vào nút làm trò chơi. Đầu tiên tôi sẽ tạo một cái câu hỏi cho các bé, ví dụ như là đây là con gì. Tôi sẽ chọn hình một cái con vật để cho các bé trả lời, ví dụ như là con ong. Câu trả lời là con ong. Cái số điểm thì tôi có thể cho điểm là 5 điểm, tức là nếu bé trả lời đúng một câu thì cho bé 5 điểm. Và cái mục này chúng ta để mặc định và chúng ta chọn vào mục Save để lưu cái câu hỏi thứ nhất. Tiếp tục câu hỏi thứ hai, đây là con gì, thì tôi sẽ chọn một hình cái con khác, ví dụ như là tôi chọn hình con
Con bò cạp. Tôi ghi câu trả lời là con bò cạp. Và số điểm cũng nhận được sau khi trả lời đúng là 5 điểm. Xếp lại. Câu hỏi thứ 3. Đây là con gì? Và sẽ chọn một con cánh cam này. Tôi nhập đây là con cánh cam. Và tiếp tục tôi cũng chọn xếp ở đây, lưu lại. Như quý vị đã thấy thì nãy giờ chúng ta làm từng câu hỏi thì nó chỉ có một cái câu trả lời thôi. Tức là khi hỏi bé một con gì thì chỉ có một câu trả lời duy nhất. Cái này do là cái giới hạn của cái tài khoản miễn phí là chúng ta chỉ có thể có một cái đáp án. Chúng ta mua có nhiều đáp án thì chúng ta sẽ mua cái tài khoản trả phí như tôi đã hướng dẫn ở đầu video này. Khi quý vị chọn vào cái mục Multi-Choice đây thì ngoài cái việc chúng ta có một câu trả lời thì chúng ta có thể có đồng thời thêm các nhiều câu trả lời khác để cho bé lựa chọn. Ví dụ như là chúng ta chọn một con kiến chẳng hạn và chúng ta đặt tên các câu trả lời đây là con kiến, con ong, rồi con nhện hay là con bọ ngựa gì đó. Thì khi mà bé chơi thì nó sẽ có bốn cái lựa chọn đó và bé sẽ chọn một câu trả lời đúng nhất. Tuy nhiên do đây là cái tài khoản của chúng ta là tài khoản miễn phí thế nên là nó sẽ không có cho phép chúng ta thêm ba cái lựa chọn này, mà chúng ta phải muốn có được thêm ba lựa chọn này thì chúng ta phải sử dụng cái tài khoản trả phí và chúng ta mua ở đây. Rồi sau khi chúng ta đã tạo xong các câu hỏi thì chúng ta sẽ đóng nút close. Và lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Thì đây là cái mã code để chúng ta gửi cho các bé cái đường link để chơi. Hoặc là chúng ta sẽ mở trực tiếp cái trò chơi này trên cái màn hình chia sẻ của chúng ta khi mà chúng ta dạy học. Chúng ta có thể mở trực tiếp cái màn hình trò chơi trên cái màn hình chia sẻ khi mà thầy cô dạy học. Để chơi thì quý thầy cô sẽ chọn nút play và chia đội. Ở trong đây cái tài khoản miễn phí cho phép chúng ta là chia được 4 đội là tối đa. Tức là chúng ta sẽ chia là 4 đội và mỗi đội sẽ lần lượt trả lời từng câu hỏi. Đương nhiên là quý thầy cô sẽ tạo cái số lượng câu hỏi nhiều hơn so với cái ví dụ tôi tạo ở đây. Ví dụ quý thầy cô có thể tạo 20 câu hoặc 40 câu và trong đó sẽ cho 4 đội lần lượt trả lời từng cái câu hỏi. Mỗi đội sẽ chọn số và trả lời cái câu hỏi của mình. Tiếp tục ở bên dưới này có 3 cái nút chức năng màu đỏ, thì trong đó hai cái nút option này và cái nút power up này thì nó có chứa thêm một số cái tính năng, một số cái lựa chọn để tạo cho trò chơi của chúng ta sinh động hơn, màu sắc hơn, tạo cái sự hứng khởi và thích thú của các bạn. Tuy nhiên hai cái chức năng này thì nó chỉ có ở cái tài khoản trả phí, có nghĩa là chúng ta phải mua cái tài khoản trả phí thì mới sử dụng được chức năng này. Riêng cái nút chức năng thêm này là nơi mà chúng ta cài đặt các hình ảnh đại diện cho các mỗi ô trò chơi của chúng ta. Ví dụ như là ở đây tôi sẽ chọn hình trò chơi con chó chẳng hạn. Sau đó chọn vào nút Classic là bắt đầu vào trò chơi. Thì như quý thầy cô đã thấy, mỗi câu trò chơi của chúng ta nó sẽ có một cái hình đại diện cho các bé. Ví dụ như đội 1 muốn chọn cái câu hỏi của hình cái con chó màu trắng này chẳng hạn thì sẽ bấm vào đây và sẽ chơi trò chơi này. Mặt khác thì tại cái nút hình cái bút ở góc trên cùng bên phải, quý thầy cô có thể nhấn vào đây và đổi tên của cái đội của chúng ta tùy theo cái sở thích của các bạn muốn đổi đặt tên cái đội của mình như thế nào. Ở ví dụ này tôi sẽ chọn cụ thể là hai đội và chọn vào nút Classic. Như vậy là cái trò chơi của chúng ta là đã khởi động. Và cái màn hình khởi động của trò chơi này, nó thầy cô sẽ chia sẻ thông qua cái màn hình dạy học này cho các bé. Ví dụ quý thầy cô sẽ đưa 10 bé vào cái đội 1 và 10 bé vào đội 2. Sau đó hai đội có thể quản tu tì để chọn ra một cái đội chơi trước. Ví dụ đội 1 chơi trước và đội 1 chọn số 3. Thì quý thầy cô sẽ bật cái hình số 3 lên và quý thầy cô hỏi cho bé nhìn cái hình này và hỏi đây là con gì. Khi mà bé trả lời xong thì chúng ta sẽ chọn nút check ở đây. Và nếu mà bé đúng thì chúng ta sẽ chọn nút ok. Và nếu bé sai thì chúng ta chọn nút off. Trường hợp bé sai thì chúng ta chọn nút off ở đây. Thì cái câu trả lời sẽ sai và bé sẽ không được điểm. Trong trường hợp bé trả lời đúng thì chúng ta chọn nút ok. Ví dụ như đội 2 chọn câu số 2 và thầy cô hỏi đây là con gì và bé trả lời đây là con ong. Chúng ta chọn nút check.
đúng là con ong và chọn nút OK. Như vậy là cái đội 2 đã trả lời đúng và đội 2 đã ghi được điểm là 5 điểm. Tiếp tục đội 1, ví dụ đội 1 chọn vào câu số 4 và trả lời đây là con gì? Nếu mà trả lời đúng là con cánh cam, chúng ta check vào đây và chọn OK. Như vậy là đội 1 cũng trả lời đúng và được 5 điểm. Ngoài ra, nó có một cái điểm thú vị trong cái trò chơi này là có một cái ô nằm ở vị trí bất kỳ. Khi chúng ta chọn vào, cái đội mà chọn phải cái câu này thì sẽ bị mất điểm và số điểm sẽ chuyển sang cho cái đội khác. Chúng ta làm như vậy, cái trò chơi thiết kế như vậy để chúng ta tạo sự bất ngờ và thú vị, thích thú cho các bé. Đó, như quý vị thấy thì đội 2 vừa rồi chọn vào cái câu số 1 và bị trừ 10 điểm, thì tất cả các điểm của đội 2 bị trừ hết. Vừa rồi đội 2 có 5 điểm, giờ đội 2 bị trừ hết 10 điểm, bây giờ đội 2 âm 5 điểm. Đó, và chúng ta có thể tiếp tục retry cái trò chơi, tức là khởi động lại trò chơi lần nữa hoặc review cái trò chơi này để xem lại. Thì chúng ta sẽ quay lại cái màn hình khởi động của cái trò chơi này. Ngoài cái việc mà quý thầy cô cho bé chơi trực tiếp như vừa rồi tôi vừa mới hướng dẫn, thì chúng ta có thể cho các bé chơi ở cái dạng study, tức là cái dạng học. Chúng ta nhấn vào study, bé trả lời đây là con gì, bé sẽ trả lời trực tiếp là con bò cạp, thì chúng ta có thể chọn là sai hoặc là đúng. Nếu ở đây bé trả lời đúng là con cánh cam thì chúng ta chọn nút OK là đúng. Và đây nếu bé chọn trả lời sai thì chúng ta chọn nút off. Thì cái hình thức study này là cái hình thức nó đơn giản hơn so với lại cái hình thức chơi như chơi ở chế độ play ở đây. Ở chế độ slideshow thì nó cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta có thể chọn nút hide in main để cho bé biết đây là cái nội là con gì. Hoặc chúng ta chọn vào cái nút hide text để cho bé đoán là cái con này là con gì. Ngoài ra thì sau khi chúng ta thiết kế xong thì chúng ta thấy có một số cái nội dung nó chưa đúng, thì chúng ta có thể lựa chọn cái nút edit này để sửa đổi cái nội dung chúng ta vừa mới tạo. Chúng ta chọn nút edit ở đây. Thì như vừa rồi là tôi có thấy là có một cái côn trùng mà tôi ghi sai cái tên. Thì tại đây chúng ta có thể thêm các câu hỏi. Và tôi sẽ chọn một cái con vật khác. Ví dụ như tôi chọn con chuồn chuồn. Tôi sẽ ghi câu hỏi cho đây là chuồn chuồn. Và nhấn nút save. Như vậy là chúng ta đã thêm được một cái câu hỏi vào trong cái hệ thống câu hỏi. Sau đó, để tiếp tục chúng ta quay về cái nút game ở đây. Ở đây quý vị có thể chọn một cái thư mục để lưu những cái game mà quý vị đã thiết kế, giúp cho việc tìm kiếm nó dễ dàng hơn. Ví dụ như cái game trò chơi nhận biết côn trùng này là chúng ta thiết kế cho cái lớp số 1 chẳng hạn, thì cô sẽ chọn nút New Folder ở đây. Ở đây chúng ta sẽ ghi là lớp 1. Rồi có một vài dòng mô tả và lớp 1 tức là trò chơi cho bé lớp 1. Và chúng ta chọn cái hình này. Sau đó cũng có tùy chọn là công khai hoặc là ẩn, và chúng ta tạo cái folder. Nghĩa là chúng ta đưa cái bài nhận biết về côn trùng này sử dụng cho các học sinh lớp 1. Các bài nhận biết côn trùng này sẽ không sử dụng cho học sinh lớp 2, mà học sinh lớp 2 sẽ có các bài khác, có các game khác mà quý thầy cô tạo riêng cho các lớp 2. Thì chúng ta sẽ gom tất cả những cái trò chơi của lớp, của từng lớp vào từng folder để tiện cho chúng ta trong cái việc quản lý và tìm kiếm. Sau đó chúng ta sẽ chọn vào nút fetch folder, và khi đó trong cái folder lớp 1, trò chơi cho bé lớp 1 ở đây, thì chúng ta sẽ có một cái trò chơi là trò chơi nhận biết côn trùng. Nếu mà chúng ta không thích hoặc là chúng ta muốn thay đổi thì chúng ta cũng có thể delete cái folder này và tạo folder mới. Tuy nhiên, cái tài khoản miễn phí tôi đang sử dụng đây chỉ cho phép chúng ta tạo một folder để lưu các game mà chúng ta muốn tập trung vào một chỗ để quản lý.
muốn tạo một cái folder thứ hai để lưu. Ví dụ như tạo một folder để lưu game cho các lớp 2, lớp 3, lớp 4 thì bắt buộc chúng ta phải mua cái tài khoản trả phí ở đây để tăng cái số lượng folder mà chúng ta có thể lưu trữ. Cụ thể quý vị đã thấy tài khoản miễn phí chỉ được tạo một thư mục, và cái tạo và tài khoản trả phí thì tạo các thư mục không giới hạn. Thì cái tài khoản trả phí này tôi chỉ sử dụng để demo cho quý vị xem cái cách chúng ta quản lý và tạo trò chơi như thế nào. Thì tiếp tục, để tạo trò chơi mới thì quý vị sẽ chọn vào nút trò chơi mới và đặt tên cho trò chơi. Sau đó tiếp tục đặt tên cho trò chơi, hình đại diện của trò chơi và miêu tả nội dung trò chơi này là cái gì. Chọn ngôn ngữ và tiếp tục cũng sẽ làm một trò chơi tương tự như cái hướng dẫn tạo trò chơi đầu tiên. Qua phần hướng dẫn cơ bản cái công cụ web để tạo trò chơi Bamboozle thì quý thầy cô đã có thể biết cách tạo cái tài khoản, đăng nhập vào cái trang web Bamboozle và tạo các game dạng trò chơi câu hỏi để tương tác cho bé. Chúng ta cũng sẽ biết cách tạo các thư mục để lưu trữ các trò chơi này, phân chia cho từng lớp để tiện cho việc quản lý và sử dụng sau này. Cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.